niệm không thời gian này không? Vậy đầu tiên sẽ biết thời gian trong mọi người định nghĩa là gì. Đó là gọi là đo khoảng cách, là được đo các chu kỳ chuyển động. Trong vật lý có công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, và như vậy nó đã chỉ ra thời gian muốn tồn tại thì nó phải phụ thuộc vào quãng đường, hay đúng ra là khoảng cách. Và thực chất họ đang lấy khoảng cách và gọi nó thành thời gian. Thời gian họ tính bằng cách đi từ điểm này tới điểm kia, hay là một vòng quay của trái đất. Họ gọi chu kỳ đó khi nó hoàn tất là một ngày, và họ chia cái quãng đường đó ra thành 24 giờ, hay đúng là 24 phần bằng nhau. Bây giờ sẽ sử dụng từ phần, vì từ phần nó dễ hình dung tới khoảng cách. Cũng như khi trái đất quay quanh mặt trời, đó là một đường tròn. Con người chia đường tròn này ra thành 365 phần bằng nhau, có lẽ vài giờ. Và 365 phần này họ lại chia mỗi phần làm 24 phần khác nhau, rồi mỗi một phần trong 24 phần này gọi là ngày. Họ lại chia 60 phần bằng nhau, từ mỗi phút. Mỗi phút họ cảm thấy vẫn có một cái khoảng cách nó hơi xa, nên họ quyết định chia nhỏ nó nữa thành 60 phần và gọi là giây. Và họ cảm thấy độ dài giữa các giây vẫn còn một cái gì đó hơi xa, nên họ bắt đầu chia thành giây. Một giây lại có 100 phần khác nữa. Làm sao để tính được cái khoảng cách nhỏ nhất có thể? Đó là khoảng cách. Thời gian thực chất là không gian theo định nghĩa của con người. Và không có gì gọi là thời gian hết. Và bây giờ hãy hiểu rằng mọi thứ đang chồng chất lên nhau, tất cả đều cùng một lúc. Cái một duy nhất, cái toàn thể, hay gọi là thượng đế, nguồn, đấng tạo hóa, Chúa trời, muốn trải nghiệm nó thực sự là cái gì, muốn trải nghiệm ta thực sự là điều gì, nó biết nó là gì. Chỉ có một mình nó, chứ không có gì để so sánh. Vậy thì biết không biết, nên nó thì chẳng biết nó thực sự là cái gì, là cách tạo ra nhiều phần khác để tự so sánh với nhau. Có phần phải chọn thì là sự quên lãng, có phần chọn là sự thấp kém, để rồi trải nghiệm được thế nào là huy hoàng ở một phần nữa. Và như vậy chúng một đó bùng nổ, giống như là thổi hơi quả bong bóng có nhiều góc, nhiều kiếm vậy. Nó vẫn là cái một thôi, nhưng nó dường như trông có nhiều phần khác nhau, và nó muốn trải nghiệm điều đó ngay lập tức. Nó không thể chờ đợi để cảm nghiệm sự huy hoàng, sự vĩ đại của nó muốn. Nên tất cả mọi thứ phải xảy ra ngay lập tức, không có sự trễ, nên không có cái gì khác. Vì không có sự chậm trễ, nên đó có thể ra
cả mọi kiếp sống các linh hồn sẽ ra ngay lập tức, nghiệm được tất cả mọi thứ thịnh vượng, nghèo đói, tình yêu, nỗi sợ, vui sướng, buồn phiền, thông minh, ngu dốt, tất cả mọi thứ để cuối cùng hiểu và cảm nhận, trải nghiệm được. Và đó chỉ có một khoảnh khắc mà thôi. Khoảnh khắc huy hoàng nhất đó chính là ngay lúc này. Và để dễ hiểu hơn thì hãy hình dung bây giờ bắt đầu đi vào một căn phòng rất rộng lớn. Một căn phòng rất rộng, hay đúng hơn là một căn phòng triển lãm có rất nhiều đồ vật trong đó. Hãy đi vào, hãy hình dung đang đi vào đó. Và rồi cái đầu tiên ta nhìn thấy giữa vô số đồ vật đó là một bức tượng khổng lồ đặt ngay trước cửa ra vào. Nó, ta chú tâm tới nó bởi vì có thể kích thước nó lớn. Ta nhìn nó đầu tiên. Sau khi nhìn nó rồi, một cái nhìn lướt qua, ta bắt đầu nhìn vào căn phòng xem có điều gì thu hút hay không. Rồi ta chú ý tới một món trang sức rất sáng ngay cạnh đó. Nó rất sáng và lấp lánh, ta thu hút tới nó. Và khi ta nhìn nó, ta nắm nó, ta nắm nó đủ rồi, bỗng có một người ngăn chân ta, một người gắn. Không biết khuôn mặt cô ấy thế nào. Người ta cố đi tới, người nhìn khuôn mặt cô ấy. Sau khi cô ấy đi con, ta lại để ý tới một cái đồng hồ treo tường. Và bây giờ là lúc nhìn đi. Trong căn phòng đó nó có vô số vật, bao gồm bức tượng, bao gồm món nữ trang tiên, bao gồm cô gái, khuôn mặt cô gái và cái đồng hồ. Tất cả những thứ đó đã lại sẵn ở đó rồi, nhưng vì sự di chuyển, sự chú tâm của ta đã nghĩ tới vật nào, và ta bắt đầu tưởng tượng rằng có một quá trình nào đó giữa việc từ bức tượng tới món nữ trang, rồi xảy ra tiếp theo là cô gái đi ngang qua, rồi tiếp theo là khuôn mặt xuất hiện. Khuôn mặt không có xuất hiện sau khi cô gái đi qua, nó vẫn ở trên người cô gái đó. Chẳng qua ta đang quan sát mọi thứ theo một trình tự, và chính điều đó gây ra ảo giác của thời gian, của quá trình. Thực chất tất cả những thứ đó đã ở sẵn trong căn phòng đó rồi. Nó tồn tại đồng thời cùng với nhau. Nhưng chính sự lưu tâm của ta, sự quan sát theo thứ tự của ta đã tạo ra một ảo giác thời gian thay đổi, rằng quá khứ là ta đã nhìn vào bức tượng, còn hiện tại ta đang nhìn vào đồng hồ, và tương lai nhìn vào một vật nào đó khác ngoài cái đồng hồ. Nhưng thực chất thứ đó đã ở sẵn đó rồi. Nó chỉ là sự dịch chuyển của sự quan sát của chính ta mà thôi. Tất cả các chiều kích, tất cả mọi thứ, mọi trải nghiệm cũng vậy. Nó đã ở ngay lúc này, nó đang cùng một lúc, giống như tất cả các đồ vật đang phòng. Và chẳng qua là ta đang thu hút tới điều gì. Ta đang thu hút cũng được trải nghiệm sự thịnh vượng. Ta bắt đầu chú tâm với nó, ta thu hút tới việc lập gia đình hay có con, và ta bắt đầu trải nghiệm. Nó chỉ là thay đổi của sự quan sát. Tất cả đang xảy ra lúc này. Và ngay lúc này,
Các bác có cho nhìn cái đồng hồ ở trong phòng hay nhìn bức tượng hay nhìn cô gái hoặc nhìn tất cả cùng một lúc. Không cần quá trình. Không cần. Ta có thể thấy những thứ đó cùng một lúc. Vậy nếu để có một lời khuyên khá là ngắn gọn và dễ thực hành cho những bạn đang đi tìm lại chính cái con người của mình thì bạn có những cái gợi ý gì không? Gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Cửa thì chưa bao giờ đóng, nhưng ta có gõ không? Ta có muốn bước vào hay không? Bởi vì lựa chọn điều gì sẽ trải nghiệm điều đó. Nhưng mọi người dường như đang có sự mâu thuẫn trong sự lựa chọn. Nó chưa thực sự là điều mọi người lựa chọn, và mọi người đang lựa chọn một cái gì đó khác, cho nên mới có sự khó khăn mà thôi. Giống như có một trái táo trên bàn và nó cách ta một đoạn. Ta đang ngồi trên ghế, ta muốn ăn trái táo, ta đang tiến tới, nhưng nảy sinh một ý muốn khác, tiếp để ăn trái táo này, cứ chơi đã, vậy thì ta sẽ đi chơi. Câu hỏi đặt ra là ta có thực sự lựa chọn nó hay chưa? Đừng ép bản thân. Khi ép như vậy là chẳng có ai phải tấn người kia. Họ hạnh phúc một người đó hoặc là có một sự chuyển biến tốt hơn là mình đang so sánh với bản thân mình. Mình đang có sự so sánh giữa mình và người khác và nghĩ rằng con đường của người khác thì tốt hơn con đường người, hoặc người ta đang làm một cái gì đó nó tốt hơn mình, nó hiệu quả hơn, và mình chưa sẵn sàng cho điều đó, nhưng mình lại ép làm điều đó. Mình ép mình phải giống thôi. Phải hỏi chính bản thân chứ, rằng mình sẽ chọn điều gì. Mình muốn trở thành ai? Có thực sự là mình muốn hay không? Có thực sự là mình chọn điều đó hay không? Hay mình đang thay thánh để tác động lên đồng mới đối với để chọn đất. Khi đã thống nhất được rồi, khi đã hoàn toàn rõ ràng về điều mình chọn và chọn lựa nó không nửa vời, hay còn gọi là sự cắt sẽ đi tới thẳng tới nó. Khi mình chắc chắn mình nhớ là mình ăn trái táo, mình không còn ăn tăn bất kỳ điều gì, mình chỉ lựa chọn duy nhất điều đó thôi. Mình đi thẳng tới trái táo ở trên bàn và ăn nó. Vậy thì cho mình hỏi những cái khái niệm về tập khí này, tập nghiệp và cái nghiệp lực ấy, nó có ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như trong quá trình chúng ta chọn đi đến trái táo, có cái lực cản nào để chúng ta ngăn trở chúng ta, hoặc là có một cái lực thúc nào để chúng ta tiến đến cái điều chúng ta chọn nhanh hơn không? Mình muốn hỏi sâu thêm về vấn đề nghiệp. Lực cản hay mọi người gọi là nghiệp đó. Nó chính là những thói quen và những lòng tin lệch lạc đã gieo rắc trong nhận thức của mọi người. Ví dụ, ta muốn làm thứ táo, nên lúc đó một suy nghĩ khởi lên, suy nghĩ này là kiến thức mà ta đã gom nhặt ở bên ngoài, rằng
trái táo cô độc, trái táo là phương thuốc nó không tốt cho sức khỏe. Chính khi những điều đó nảy sinh và ta lại chấp nhận những suy nghĩ đó là thật, chấp nhận nó và nó ngăn cản ta sẽ không muốn ăn trái táo nữa. Nó chính là những mô thức cũ, những kinh nghiệm và kiến thức cũ, hoặc là những kinh nghiệm và kiến thức của người khác mà mình thu gom lại. Cho nên muốn nói rằng cách nhanh nhất là mất trí. Hãy quên hết những kinh nghiệm và kiến thức cũ đi và quên mới với sự quan sát, sự nhận biết trọn vẹn. Quan sát cái đó tươi hay không, cảm nhận đấy mà. Đâu phải để một người nào đó họ nói trong quá khứ cái đó nó chỉ đúng với họ, thậm chí nhại lại lời của người khác chứ không phải họ. Nó đúng với họ thôi. Mọi phải đều tươi mới, hãy biết điều đó và rồi bỏ lại những kinh nghiệm và kiến thức cũ, bỏ lại những thói quen cũ. Khi làm đúng đồng thói quen là đang xuống với vô thức. Hãy loại bỏ thói quen đi. Khi bất kỳ lúc nào ta cảm thấy ta sống theo thói quen, hoặc ta cảm thấy ta đang sống với ý kiến, với kiến thức và kinh nghiệm của người khác, hoặc là chính mình trong quá khứ, lúc đó xóa nó đi. Hãy trả nó với vũ trụ, nó cũng đen luôn. Rồi lựa chọn tôi mong cái gì đó để khám phá. Cái này thì bạn có lời khuyên nào? Bạn có lời khuyên nào trong việc để giúp mọi người sống một cách tỉnh thức, chiếu cái ánh sáng tỉnh thức vào những cái suy nghĩ sai lầm không? Bởi vì về mặt lý thuyết chúng ta rất dễ để nói, nhưng mà khi mà bước vào thực hành thì nó thật sự là khó khăn. Nó khó vì mọi người giữ quan niệm rằng mình đã đúng. Nên câu hỏi chỉ đơn giản, nếu ta đã biết rồi, nếu ta đã đúng, thế thì tại sao lại tìm tới đây? Vậy hãy chấp nhận rằng mình chưa biết. Nếu cứ nói chân lý của mình với Thượng Đế thì là đón nhận được chân lý của Thượng Đế. Hãy chấp nhận mình hồn nhiên, mình ngây thơ, mình không biết gì cả. Khi mình không biết thì mọi thứ tuôn đổ vào và mình sẽ biết tất cả. Hãy như một nhà văn học. Nhà văn học ở đây là luôn thử nghiệm các trường hợp. Quả nó không như những gì đã dự đoán, vậy thì nhà khoa học sẽ gạt hết những kiến thức cũ, những giả thuyết cũ và bắt một giả thuyết mới, một giả định mới. Hãy sẵn sàng gạt đi những kiến thức và những niềm tin, những nhận thức không phục vụ cho bản thân. Bởi vì nó đâu có giúp gì được cho mình đâu. Giữ lại thì làm cản trở. Người ta hay nói vậy, con chó già nó rất là khó. Nó là với vẫn còn bảo thủ cho rằng mình đúng.